Người tham gia cuộc thi sẽ theo đuổi một miếng format hình tròn được thả từ trên đỉnh đồi cao 200m, có độ dốc 50%. Ở cuối chặng đua, người nào bắt được miếng format sẽ là người thắng cuộc. Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về anh Kenny Rakers, 27 tuổi, đến từ bang Colorado, Mỹ. Thật tuyệt vời. Tôi đã tập luyện hơn một năm trời trước khi sự kiện này diễn ra. Tôi cũng đã đến đây trước 3 ngày và tập lặn cả ngày lẫn đêm. Ơn Chúa, công sức của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Năm nay, ban tổ chức đã thay format bằng một miếng xốp để cuộc lăn dốc được an toàn hơn. Tuy nhiên, khi tham gia cuộc thi này, người chơi phải thận trọng để tránh bị thương do những cú ngã từ trên sườn dốc cao. Cuộc thi ngày 27 tháng 5 vừa qua đã có một thí sinh bị gãy chân do lăn từ trên dốc xuống. Cuộc thi format lăn có từ thế kỷ 18 và thường được tổ chức định kỳ vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 trên ngọn đồi nổi tiếng Cooper. Cuộc thi năm nay đã thu hút gần 4.000 người đến tham gia và theo dõi. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã có nhiều phản đối xung quanh việc tổ chức lễ hội lăn format do có quá nhiều người bị thương tích khi tham gia vào trò chơi khá nguy hiểm này.